Cả này em thích con trai hay con gái? Thích con trai hay con gái? Nào em, úi trời em có gì phải ngại. Trời ơi, tao mặc quần áo mày vừa in luôn ý. Xong rồi à? Xong rồi. Gì nhỉ? Đây. Lúc nãy đi về chắc là mệt. Rửa mặt chưa? Sữa rửa mặt tao để ở trong bồn đấy. Tao tắm rồi, tao gội rửa sạch sẽ rồi. Tao đứa nào đi tắm giặt gội đồ còn chừa lại cái mặt không rửa không? Đi vào trong kia nằm đắp đắp mặt nạ đi. Cái loại này đắp sướng lắm. Tao đắp suốt đấy. Nhưng mà mặt nạ phải đắp buổi tối chứ. Buổi nào chả được. Nhá. Bây giờ tối mày không có thời gian thì mày tranh thủ mày đắp đi. Mày tâm lý vừa thôi. Mày cứ chiều tao như thế. Cứ cái gì xịn nhất là mày cứ mang lên cho tao dùng hết. Công nhận mùi thơm thật đấy. Ờ. Thế còn mày làm gì? Không đắp à? Đi vào đi, xong tao đang mít dở, xong ít nữa vào tao đắp sau. Thế tao vào tao nằm ở trong nhà nhá. Ờ vào đấy, bật quạt lên. Tao đang ăn dở muối mít, con bé nó mang mít sang ngon quá. Thơm thật đấy. À mày này. Ừ. Thế nhá. Ông chồng mày đâu mà tao lên từ sáng mà thấy nhà vắng tanh có thấy đâu. Chết. Mày nhắc tao mới nhớ. Thế rồi. Ông mới đi làm. Mày vào ông kia đắp mặt này đi, tao chạy ù ra chợ mua thức ăn về để nấu cho ông ấy. Chưa đi về mà không có thức ăn là mời mấy ông ấy. Bao đấy, đi làm là sáng đi chưa về à? Ờ. Thế mày có bảo là hôm nay tao lên chơi không đấy? Sợ nhỡ đâu lúc ông đi làm kiếm tiền mày cứ ở nhà tiếp tao, về ông mà không ưa thì tao ngại lắm đấy. Lão A Hy nhà tao thì dễ tính, mày biết thừa rồi còn gì. Từ ngày lão ấy có tiền cái, thay đổi tính cách hẳn hoi. Ngày trước á, kiệt kiệt xỉn xỉn mà ki bo nổi tiếng cả xóm. Đâm ra là tao mới ngại. Không phải ngại, bây giờ ông có tiền rồi, ông phóng khoáng lắm, không phải lo. Có thế, nhưng mà bây giờ ông đổi nghề gì mà kiếm tiền nhiều thế? Đội trưởng đội giải cứu động vật. Hoành tráng thế. À, thế là ông ấy làm cái mảng giải cứu động vật là cho bên nước ngoài à? Chứ Việt Nam mình làm gì có thể ai nhắc đến giải cứu động vật đâu. Nước ngoài cái gì? Ở mình đây, cái gì người ta nước ngoài? Quanh quanh xã mình đây này. Cái bảo là cứ cái trại nào ấy càng làm to, thỉnh thoảng mà có những cái con mà con lợn hay con gà mà nó kiểu nó ốm đau hay là nó bị thế nào ấy thì ông đến ông giải cứu cho nhà chủ. Rồi ạ. Thế mà mày cứ phải văn vở. Thế là hóa ra là ông chuyên thu mua lợn gà chết chứ gì. Thì nói thế nhưng cũng làm ăn thì cũng có cái tiếng là đi giải cứu cho nhà chủ còn gì nữa. Bây giờ không có bàn tay ông ý thì nhà chủ người ta giải quyết thế nào. Ờ mà cũng phải. Thế đến lúc còn hơn đi chôn nhỉ. Chả thế còn gì. Thôi đi vào đi, để tao đi chợ tí. Mày đi nhanh nhanh lên nhá. Ờ. Úi dồi ôi vợ ơi, cơm nước thì chả nấu. Ngủ thế này hôm nay lại tắm sớm thế. Hôm nay lại chắc lại muốn có em bé vô. Bảo rồi mình phải để thêm hai đứa nữa chỉ nó mới còn đằng cháu đóng mới xứng đáng mới các cụ mong ngoài. Nhà nó phải con cái để huề. Đợi anh một tí. Tôi thương vợ tôi nghĩa tình trước sau vương tròn. Vợ ơi. Nè, chúng mình làm hồi làm một tí cho nó. Cả này em thích con trai hay con gái? Thích con trai hay con gái? Nào em, mình chiều nay chúng mình sẽ bắt đầu cho một thằng cu hoặc cả con trai cũng được. Úi trời em có gì phải ngại. Đợi anh một tí. Ông ấy vô duyên thế, không biết được nữa. Anh ái buổi trưa này kiểu gì chả cho con trai. Để lên. Ơ, anh Hy lên rồi à? Cái xe đâu rồi? Gì đấy? Đi vào nấu cơm. Em
Em làm sao? Em không phải em ở trong phòng à? Anh bị hâm à? Mày cho đi mua thức ăn về nấu cơm đây này. Cái gì? Chị... À, trong phòng à? Trong phòng là cái Mày Thanh. Thì mình... Mày Thanh nào? Bạn của Mày Thơm. Sao lại mặc quần áo của em? Thì nó về nó biết lúc nãy đi nắng mồ hôi mồ kê ướt hết, Mày Thơm lấy quần áo của Mày Thơm cho Mày Thanh mượn. Thế nào? Ủi dồi, ai hỉ cái đám chuyện. Nó thích cho nó luôn bộ đấy còn được, ai hỉ mua bộ khác cho Mày Thơm. Nhưng mà không phải. Thôi đi vào để nấu cơm. Anh để cho... Ừ, chết rồi. Anh để cho xem. Chết rồi. Cái gì? Xách nhầm cái túi nó giặt này của người ta rồi. Để túi thịt ở quán. Ừ giời ơi. Ở đấy để đi lấy. Mày này. Tại sao lại như thế nhỉ? Ôi trời ơi. Ôi dồi ôi. Đúng này. Con ra mà. Anh xin lỗi. Anh tưởng chuyện ban nãy anh cứ tưởng vợ anh. Thật tưởng thế đấy con bạn. Chết người à. Thật ngại em quá. Em có thấy ngại không? Anh lại còn có mặt mũi hỏi người khác ngại không? Tại sao em nằm ở trong phòng của vợ anh mà em không bảo anh? Em từ lúc em đến nhà anh, em đã gặp anh đâu mà bảo? Ừ nhỉ. Thế thì em mặc quần áo của vợ anh thì em cũng phải bảo anh chứ. Thì khổ quá. Anh có ở nhà đâu mà em bảo anh nữa chứ. Em chuyện lúc nãy nha. Coi như là em không nhìn thấy gì nha. Mà em đã nhìn thấy cái gì chưa đây? Chưa nhìn thấy cái gì mà không nhìn thấy cái gì. Hỏi thật chứ, em nói thật lòng mình đi. Em có nhìn trộm của anh không đây? Thì Em có thèm nhìn trộm anh đâu. À, em có nhìn trộm của anh không đấy? Thì khổ quá. Tại anh cứ sừng sững như thế. Ai thèm nhìn trộm cơ chứ. Nhưng mà này. Này, mà Thanh này. Cái này là bí mật giữa hai chúng mình chứ đấy nha. Sống thì phải để bụng đấy nha. Chết phải mang đi đã. Đừng để cho vợ anh nó biết đâu. À, Thanh ơi. Ơi, mày có ăn trứng lộn luộc không? Có, mày cứ luộc cái gì ra ăn như đấy. Thế mang ra đây để rửa. Bạn của em. Mang ra đây rửa để mang vào luộc. Có túi đây à? Ờ, đúng rồi á. Ơ, nhưng mà này. Cái này là mày đi mua của nhà đấy. Đi mua ấy. Đi mua thì liệu có lộn non không? Hay là sợ luộc ra nó lại sắp nở rồi không ăn được ý? Lộn non này nào? Thấy người ta bảo là trời nóng này ấy, là nó nhanh nở lắm. Có người mua về ấy, còn chưa kịp luộc ăn mà vịt còn kêu cấp ghét rồi ấy. Mày Thanh, bạn em công nhận là sành sỏi công việc thật đấy. Sành sỏi gì? Nhưng... Tao không biết đâu, tao thấy người ta bán thì cứ ra mua thôi chứ làm sao mà biết lộn non lộn giả. Thế thì phải chọn chứ. Chọn làm sao mà biết được? Sao không biết? Đấy này, em có biết cách chọn trứng lộn ngon hay lộn giả thế nào không? Em không, đấy là em thấy người ta nói thế thôi. Đấy này, anh bảo đây lần sau nha, các em nha. Nếu mà đi mua trứng, kể cả trứng vịt hay trứng gà lộn đấy, thì nó mà cho lên mặt trời này, đó, cho lên mặt trời mà để cái này này, cho lên mặt trời là nếu mà nó đỏ đỏ là lộn non vô. Đấy, còn nó mà màu đen đen thì đấy là lộn già vô. Đấy, là cái loại đấy là trứng nó lộn già là cũng lắm lung lắm. Ăn cái đấy là nó ba, nó không ngoan. Mày Thơm lại thích ăn lộn
lộn già ấy, nó lắm nông thế nó thành con ăn đấy ngọt. Còn chỉ có em chỉ mới thích ăn cái đồ dở hơi, mới muốn ăn cái trứng lộn già thôi. Ăn lộn non thì nó mới ngon chứ. Rồi, thì anh cứ đưa đây để em đi rửa để luộc. Ai hiền mít không móc mít mà ăn này. Mày Thanh chắc lấy chồng chưa? Nó cứ kiểu chảnh chó thế, còn lông những chó nó lấy. Ờ, mày cứ nói thế. Ngày trước mày cũng bảo là xấu như tao có chó nó lấy. Thế bây giờ tao thấy rồi đấy. Ai mà lấy được em thì người ta thôi. Ai cũng nguyện làm chó hết. Không, nó bảo mày thơm đấy. Cái gì? Nó đã bảo mày thơm đấy. Nó bảo cái gì? Ngày trước mày thơm nói với nó là nó cứ bảo là mày có lấy chồng không, thì mày thơm bảo là mà hứng đấy, tính cách của em như thế còn chó nó lấy. Công nhận. Nó mới bảo là xấu. Mày thơm mới bảo là sống em... như tao có chó nó lấy. Thì hóa ra là cũng có chó thật. Em phải học hỏi cái mày Thanh cái kia. Nhìn thấy kia chứ. Như em đâu mà. À, anh Hi này định đi đâu đấy? Anh lên chỗ đi chạy lợn nó vừa điện ở trên gần khu du lịch ấy, sinh thái ở chỗ đấy. Nó bảo chỗ đấy nó đợt này nó đang đi dịch nhiều. Ôi giời ơi, thế thì may quá. Thanh ơi, Thanh, cho cái Thanh nó đi chơi tí, đi lên khu du lịch à? Cho nó đi biết đây biết đó, lâu lắm nó mới về đây. Cái gì mà mày gọi toán lên thế? Đi chơi không? Bảo đi chơi chi ở trên trại lợn, nó đang đi dịch tả châu Phi thì. Ôi giời ơi, Ai mọi khi lên đấy cứ chỉ trỏ xong thì làm giá, xong thì gọi bọn kia nó đến nó chở. Ai Hi phải chở đâu? Bảo để tao bảo lão ấy chở mày đi chơi. Cả mày cũng đi đúng không? Tao ở nhà ấy, nó thằng cu nó đi học về. Được rồi, nếu em tiện thể mà em muốn đi tham quan khu anh công tác công việc đấy thì anh đưa em đi luôn. Này, thôi đi đi, cứ lên đi đi. Cho nó đi nhá, để mày thơm tao mở cổng. Tao đi có một mình thôi à? Tao việc cái gì? Anh sẽ đưa em đi. Chắc chứ ở cái khu này thì đất đai anh sẽ đưa em đến cái chỗ khu du lịch sinh thái mà anh đang có xây dựng ở đấy. Là anh sẽ làm một khu resort để đón tiếp cái những cái lượt khách nước ngoài về. Người họ lên đấy người ta sẽ nghỉ mát và trải nghiệm cuộc sống quê. Cái gì? Anh đầu tư hẳn khu resort để đón khách nước ngoài ấy, khách ngoại quốc ấy. Mỗi một căn hộ mà nó cái hình chóp nón này nè, nó rộng khoảng 100 m² cho các cặp gia đình là về để trải nghiệm cuộc sống ở quê. Sao đầu tư mạnh tay thế? Mỗi một cái căn này bình thường em thấy thì sọt người ta chỉ làm có mấy chục mét vuông khép kín. Đấy là còn bé đấy. Anh còn ý tưởng của anh còn phải làm những cái gọi là cái liều sọt đấy. Nó phải rộng hàng nghìn mét vuông ấy chứ. Rộng hàng nghìn mét vuông? Ừ, để có nghĩa là anh đầu tư mạnh tay thế. Thế chỉ đón được tầm cỡ quốc tế, khách quốc tế về, em hiểu không? Thế là người ta ở tập thể à? Đấy, người ta có thể là vừa ở vừa họp hội nghị các cấp ngoại giao được. Đó. Sao mà vợ chồng nhà anh có mấy năm em không gặp mà anh làm ăn gì mà anh quất nhanh thế? Thật sự là ở đây thì dân tình chỉ họ không biết cách nắm bắt cơ hội của cuộc sống. Chỉ có mỗi anh là đi đầu trong cái công cuộc đấy thì mình mới thành công sớm, em hiểu không? Hóa ra là quanh khu vực này có một mình anh là đại gia à? Nói thế cũng phải, cũng mà cũng không hẳn thế. Bên cạnh đấy cũng có một hai người nó cũng bắt chước theo cái cách kinh doanh của anh, nhưng mà nó còn lẹ đẹp lắm, nó còn không chưa phát triển được. Đúng đấy, các cụ nói là cứ cái gì đi đầu thì mình thành công anh ạ. Đấy, bảo sao mà quanh khu vực này bây giờ nhiều trại lợn to thế, thế nào hóa ra tao làm giàu cho anh à? Anh cũng rất muốn tuyển những người sau này đi vào hoạt động ấy, mà em mà có thể về sát cánh hỗ trợ anh về công việc quản lý thì tốt, bởi vì anh con vợ anh không biết làm cái gì.
Đấy, đến ngay xe anh mua cho nó còn không biết đi. Nó mà biết đi anh phải mua cho nó khoảng 5-6 con đấy chứ. Tiếp 5-6 con xe như thế này. Ừ. Thế thì có bạn, nhà anh thì đông người mà đi, có mỗi hai vợ chồng ấy. Đây, hôm nay anh về đây là thỉnh thoảng mới về với vợ anh, chứ anh ở công trình mới lại ở những cái khu gọi là du lịch sinh thái mini của anh, chứ bảo vợ anh bỏ cái đất này đi, xây hoặc là tôn đất lên, xây biệt thự ở trên, không nghe, cứ quen sống này cho dân dã. Nhưng mà anh ạ, em thấy người ta bảo là những người đàn ông mà trưởng thành hay thành công sớm ấy, là những người đấy là hay đi mua vợ bé ở ngoài lắm đấy. À không, anh... Anh làm nào thì làm cho cái mẩy thơm nó ngoan ngoãn như thế, đừng để bạn em buồn. Còn anh thì anh không bao giờ có cái tính cách đấy. Đấy, nhưng nếu mà em đồng ý thì anh cũng có thể đưa em lên một cái tầm cỡ mới, đấy là làm những cái bà chủ ở những cái khu resort nhỏ nhỏ, quản lý ở đấy. À thôi anh ạ, em thì cứ công việc của em nó quen rồi, nhưng bây giờ mà em trái ngạch thế em không làm được đâu. Được rồi, cái chuyện đấy để bàn sau đi, em lên xe đi. Vợ chồng mình con nào cũng được anh nhỉ. Sao anh vô duyên thế? Đừng lao vào. Anh đừng lao vào, chị đây. Sao anh bảo là có gì mà phải ngại. Đấy, kiểu đấy. Xong là anh bảo rút đường đợi anh một tí, đi ra ngoài là xong rồi gặp gì ở ngoài đấy. Không? Kiểu em cứ ngại cứ thế này. Cứ bịt mặt vào thì anh bảo em cứ giờ này còn phải ngại. Đấy. Không nhớ chị ơi, chị chưa hỏi em. Quả này đi làm về chả có tí bóng dâm nào. Sợ thật. Chẳng thủ cái cắm cái đấy. Sao hôm nay lại ngủ sớm thế? Giờ thịt chị giữa buổi trưa nè, cơm nước thì chả thấy nấu. Ôi chị Linh thì vòng nó vòng rồi kia đã nghỉ là không cách toàn trứng lộn nó hay lộn dạ thế nào không? Em không, đấy là em thấy người ta nói thế thôi. Đây này, anh bảo đây lần sau nha, các em nha. Nếu mà đi mua trứng, kể cả trứng vịt hay trứng gà lộn đấy, thì nó mà xoay lên mặt trời này. Đó, xoay lên mặt trời mà để cái này này. Xoay lên mặt trời là nếu mà nó đỏ đỏ là lộn non vô. Đấy, còn nó mà màu đen đen thì đấy là lộn già vô. Đấy. Là cái loại đấy là trứng nó lộn già là cũng lắm lông lắm. Ăn cái đấy là nó ba, nó không ngoan. Mẩy thơm mẹ thấy ăn lộn già ấy, nó lắm lông thế nó thành con, ăn nó ngọt. Nhưng mà nó đáng nó có mẩy. Nhưng mà nếu mà lộn ngon ấy thì ăn nó... Chỉ có chúng mày, chỉ có mày thì ăn lộn già. Tao có thể ăn lộn ngon. Em cứ nói lộn đi.